Thưa quý vị, sau 10 ngày tranh tài sôi nổi, vòng chung kết giải bóng đá U21 quốc gia Bảo Thanh Niên đã khép lại với trận chung kết giữa U21 Hà Nội và U21 BKMX Bình Dương. Tham dự lễ bế mạc và dự khán trận chung kết có các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế, Liên đoàn bóng đá Việt Nam và đại diện các nhà tài trợ. Sau đây là tổng hợp về lễ bế mạc cũng như những đánh giá của ban tổ chức về giải đấu lần này. Sẽ thi đấu trong trang phục áo vàng, quần vàng và tất vàng. Trận chung kết và cũng là trận tái đấu của U21 Hà Nội và U21 Bình Dương diễn ra sôi động ngay từ những phút đầu tiên. Dù vắng mặt, một trong những chốt chặn đáng tin cậy là cầu thủ Trương Văn Thái Quý do bị treo giò. Tuy nhiên, U21 Hà Nội với dàn cầu thủ chất lượng vẫn đủ sức áp đảo U21 BKMX Bình Dương ngay trong hiệp 1. Thành quả của nỗ lực này chính là bàn thắng của tuyển thủ Nguyễn Thành Trung trong một pha băng lên tham gia tấn công. Kết quả này cũng được duy trì đến hết trận đấu, bất chấp những nỗ lực của Bình Dương. Với chiến thắng thứ 5 liên tiếp trong khuôn khổ vòng chung kết, U21 Hà Nội đã đăng quang thuyết phục tại giải đấu lần này. Bất cứ cái vòng chung kết nào thì cái chất lượng giải đấu đều tốt. Nghĩa là chọn được toàn 8 đội mạnh, nghĩa là 7 đội mạnh ở các bảng. Và có cả đội chủ nhà. Và những cái nhất là những cái trận đấu vòng bán kết 1, bán kết 2 và trận ngày hôm nay trận chung kết thì phải nói là cái tinh thần thi đấu của các em thể hiện gần như hết rồi. Rất là mệt mỏi nhưng các em vẫn cố gắng các em thi đấu, cống hiến cho khán giả một trận đấu là rất là hay. Tôi nghĩ là đây là một cái bóng đá rất là đẹp. Như vậy, sau 10 ngày tranh tài sôi nổi, dù điều kiện thời tiết không được thuận lợi trong giai đoạn đầu, vòng chung kết U21 quốc gia Bảo Thanh Niên đã kết thúc tốt đẹp. Theo đánh giá của ban tổ chức, các trận đấu đều có chất lượng chuyên môn cao, với số bàn thắng trung bình không cao so với các năm trước là 2,64 bàn một trận. Giải đấu cho thấy tính giằng co và đồng đều giữa các đội bóng tham dự giải, với sự góp mặt của các lò đào tạo cầu thủ trẻ danh tiếng như Hà Nội, Hoàng Anh Gia Lai, BKMX Bình Dương hay Sông Lam Nghệ An. Qua đó đã góp phần thổi bùng ngọn lửa đam mê bóng đá tại cố đô Huế trong những ngày qua, với vài nghìn khán giả đến sân theo dõi các trận đấu dù không có chủ nhà Thừa Thiên Huế. Thưa nhà báo Nguyễn Công Khế, có thể nói rằng Thừa Thiên Huế là địa phương có khá nhiều duyên nợ với ông khi mà ông thường xuyên chọn Thừa Thiên Huế là địa điểm đăng cai tổ chức các giải bóng đá trẻ. Đặc biệt trong năm nay thì hai giải bóng đá trẻ được tổ chức đó là U19 và U21. Vậy thì sau một thời gian ở Thừa Thiên Huế thì ông cảm thấy như thế nào, ông cảm nhận như thế nào về tình yêu, về sự đam mê của người dân Thừa Thiên Huế dành cho bộ môn bóng đá như thế này? Ở các nơi mà nếu cái giải mà đi vào sâu mà không có đội chủ nhà thì cái không khí người hâm mộ rồi cái nó không có tốt. Nhưng mà riêng ở đây đó là đội Huế là không được vào sau. Nhưng mà có những cái trận lúc trời mưa cũng vài ba ngàn, vài trận bán kết và trận bên đây 4-5 ngàn người xem. Thì tôi cho đó là một cái tinh thần rất là Huế và cái tinh thần rất là bóng đá. Và cái người Huế đó tôi nghĩ rằng đây là họ nghĩ đến cái bóng đá chung. Ở đây người ta nói với tôi là người ta thường người ta đến sân là đội nào hay người ta cổ vũ, chứ không phải chỉ có đội nhà. Thì cái tinh thần nó rất là Huế và rất là bóng đá. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về chất lượng cũng như là cách thức tổ chức của giải đấu năm nay ạ? Tôi phải nói chữ là tuyệt vời. Sở văn hóa, thể thao và cái sân vận động tự do, chúng tôi phối hợp với nhau đã tổ chức rất là ăn ý. Và nhờ thế thì cái tổ chức này nó mới được thành công như các bạn thấy. Và phải nói rằng chúng tôi cũng đã đem đến Huế, Thừa Thiên một cái lực lượng trẻ rất mạnh. Và cái lực lượng này tương lai nó sẽ là đá U23 Olympic và nó là dự trữ cho cái đội tuyển quốc gia. Để có những lứa cầu thủ tài năng như Xuân Trường, Công Phượng của hôm nay, công tác đào tạo cầu thủ trẻ cần phải được quan tâm, đầu tư, bắt đầu từ những sân chơi như thế này. Mong rằng những ngôi sao mai Nguyễn Thành Trung, Bùi Hoàng Việt Anh hay Trương Văn Thái Quý của ngày hôm nay sẽ được chấp cánh để tỏa sáng và cống hiến cho bóng đá Việt Nam tại sân chơi chuyên nghiệp.